Đạo làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy. Hiếu đệ trước, kế cẩn tín. Yêu bình đẳng, gần người nhân. Có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát. Sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình. Ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh bà hiền dần làm được. Viên nguyệt bảo kính. Mẹ ơi, hôm nay là trung thu rồi. Mẹ thích ăn bánh trung thu loại nhân này hay là thích ăn loại nhân này ạ? Hiếu Hiếu, con không thấy mẹ đang bận sao? Con nhìn con xem. Hiếu Hiếu, người đang bận đừng quấy nhiễu. Mẹ con đang bận nấu ăn cho bữa tối đêm trung thu, mà con lại làm trở ngại mẹ như vậy, không phải là làm phiền mẹ sao? Con cảm thấy có một chút vô vị ạ. Tối nay ngắm trăng ăn bánh trung thu thì sẽ không còn chán nữa. Nội sẽ kể chuyện cho con nghe. Vâng ạ. Có điều bây giờ ông nội đang chuẩn bị bánh trung thu, con tự chơi một mình nhé. Vâng ạ. Ông Tinh Nguyệt, ông đến rồi. Ông ấy là ai thế? Tiểu Sùng à, nhiều năm rồi chưa gặp đấy. Đúng vậy đó, thần tiên ra ra. Chúng ta 99 năm chưa gặp rồi. Còn nhớ ông lắm đó. Lần này đến, ông có chuyện muốn nhờ con giúp đấy. Ông ơi, ông là thần tiên sao? Con là Hiếu Hiếu. Ông là thần tiên gì vậy? Hiếu Hiếu, sao cậu đột nhiên đi vào vậy? Tiểu Sùng ơi, mau giới thiệu tớ đi. Được thôi, đây là bạn nhiều năm của tớ, lão thần tiên Tinh Nguyệt, chuyên môn phụ trách sự vận hành của trăng sao trên trời. Ôi, thật là thần kỳ. Đứa trẻ này thật là thông minh hoạt bát. Ông ơi, khi nãy ông nói tìm con có chuyện gì ạ? Cái này già rồi cũng hơi hồ đồ, tự nhiên lại không nhớ ra. Cậu chưa hỏi người ta có bận hay không mà đã tự mình đi vào làm phiền là không lễ phép. Lão thần tiên vốn là tới gặp tớ có chuyện, bị cậu làm phiền như vậy, lỡ làm sao thì sao? Tớ chỉ hiếu kỳ thôi mà, không cố ý đâu. Thần tiên ra ra, mời ngài ăn bánh trung thu ạ. Đúng rồi, mặt trăng. Ta nhớ ra rồi. Cứ mỗi 99 năm vào lúc trăng lên đêm trung thu thì các vị thần tiên sẽ luân phiên trực ban. Năm nay đến lượt ta trực ban, mà ta lại quên mất làm sao sử dụng viên nguyệt bảo kính. Tiểu Sùng ơi, con có thể nghiên cứu giúp ta không? Ra ra, con biết ạ, để con xem giúp người. Hai mặt đều là kính, vui quá. Hiếu Hiếu, mau đưa bảo kính cho tớ. Hiếu Hiếu, người không dành đừng làm phiền. Cậu thật không biết suy nghĩ cho người khác. Xin lỗi Gia Gia, con nhất định sẽ giúp người sửa lại ạ. Để tớ với Gia Gia làm đi, cậu mang chậu nước tới đây. Ừ.
Ra ra, chúng ta nhanh chóng đi kéo mặt trăng lên đi. Để con phản xạ một chút ánh sáng xem sao. Con cuối cùng cũng tìm được phương pháp sử dụng bảo kính rồi. Bảo kính nhất định phải thông qua hấp thu ánh sáng mặt trời. Một mặt còn lại thì phản xạ ánh sáng mặt trời đến mặt trăng. Mặt trăng sẽ càng ngày càng tròn, càng ngày càng lớn hơn. Đúng, đúng, đúng. Chính là phương pháp này, ta nhớ rồi. Ra ra, tiểu sủng, con giúp mọi người lau mồ hôi. Chuyện gì thế nhỉ? Không phải Hiếu Hiếu lại gây họa chứ? Đây là khăn tay bình thường của nhân gian, sao có thể chạm vào bảo kính chứ? Sao trời lại tối vậy? Không có mặt trăng. Đêm trung thu sao lại không có mặt trăng chứ? Đứa trẻ Hiếu Hiếu này, giờ phải làm sao đây? Mỗi năm đều luân phiên có một vị thần tiên kéo trăng lên để nhân gian cùng hưởng đoàn viên. Đã luân phiên trăm ngàn năm nay rồi, trước giờ chưa có một chút sai lầm nào. Không ngờ năm nay ta phụ trách lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng vậy. Thần tiên Gia Gia, con xin lỗi ạ. Giờ xin lỗi cũng vô dụng. Tớ đã nói cậu đừng có làm loạn, nhưng tại sao mỗi lần cậu đều không nghe thế? Là do tớ không tốt, không nên nghĩ cho bản thân riêng mình, không nên ích kỷ như thế. Nhưng mà lần này không phải là vì suy nghĩ cho bản thân đâu. Tớ muốn giúp đỡ thần tiên Gia Gia mà. Cho dù là muốn tốt cho người khác, cũng phải xem lúc đó đối phương có thuận tiện không. Có phải là thật sự cần đến sự giúp đỡ của cậu không chứ? Quan sát người khác, suy nghĩ vì người khác, cũng phải dùng phương pháp phù hợp nhất. Nếu không, hành vi và mục đích sẽ đi ngược với nhau. Tầm tốt mà lại làm hỏng việc. Thần tiên Gia Gia ơi, con sai rồi. Bảo kính ơi, làm sao để giúp cậu trở lại như cũ đây? Thần tiên Gia Gia đang lo lắng lắm đấy. Đều là vì tớ không tốt. Thần tiên Gia Gia, hay là chúng ta dùng phương pháp như ở nhà, lấy một thau nước thêm vào thần lực, thử xem sao? Chỉ còn cách như vậy thôi. Tớ đi lấy nước giúp cho. Nước đến rồi. Cái này hình như chỉ kém một bước thôi. Tại sao bảo kính này không biến trở lại vậy? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bảo kính ơi, hồi phục đi nào. Là do lỗi của tớ mà, cậu đừng làm khó Gia Gia nữa. Tớ cầu xin đấy. Sau này tớ sẽ không ích kỷ nữa đâu, sẽ biết suy nghĩ cho người khác mà. Hiếu Hiếu, đều là sự thành tâm của cậu cảm ứng được bảo kính. Cái này chính là kính tùy tâm chuyển. Cái gì là kính tùy tâm chuyển cơ? Chính là nói tâm cảnh của bản thân thay đổi rồi, hoàn cảnh xung quanh cũng theo đó mà thay đổi. Tâm trở nên tốt thì hoàn cảnh cũng trở nên tốt. Tâm trở nên xấu thì tình cảnh cũng trở nên xấu. Bởi vậy nên tâm tính và đức hạnh của một người rất quan trọng. Chính là nói chỉ cần trong lòng tớ không ích kỷ nữa, biết suy nghĩ cho người khác thì bảo kính sẽ trở nên tốt. Đúng vậy.
Mọi người nhìn kia, trăng lại sáng rồi. Trung thu năm nay lạ thật. Ông bà nội ơi, ba mẹ ơi, tụi con về rồi. Khi nãy xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều thấp thỏm. Cơm cũng chưa ăn xong, mẹ đi hâm nóng lại cơm canh cho cả nhà. Được. Mẹ ơi, mẹ cần con giúp gì không ạ? Mẹ ơi, mẹ yên tâm, con sẽ không làm loạn đâu. Nếu mẹ cần giúp thì con sẽ giúp. Nếu như mẹ không cần, con sẽ ở đây cùng ông bà nội. Hiếu Hiếu ngoan, mau đi nào, con có thể giúp mẹ bê món ăn lên. Vâng ạ. Người không rảnh, đừng làm phiền. Khi người khác đang bận rộn, vui lòng đừng làm phiền họ. Chúng ta phải học được, hiểu lòng người, biết tiến thoái, suy nghĩ cho người khác. Nếu không sẽ tạo thành sự ngại ngùng và bất tiện cho người khác. Đây chính là hành vi ích kỷ. Cho dù là muốn tốt cho người khác, cũng phải quan sát xem đối phương khi đó có thuận tiện không. Chú ý phương pháp làm việc. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.